Xin chào tất cả mọi người nhé. Trước mắt mọi người đây thì cửa hàng em mới về được vài chục con máy của thương hiệu Mitsukawa của Nhật Bản nhé. Mitsukawa của Nhật Bản. Và nó sẽ có những cái phiếu bảo hành chính hãng của quy định bảo hành của hãng Mitsukawa nhé, thương hiệu của Nhật Bản nhé. Thì ở đây thì mình có hai mã nhé. Mã Mitsukawa TL43 TU43 và mã TU33. Thì 33 thì nó là 33cc và dung và bít tông là 36 ly. Còn 43 thì là 40 ly và 43cc ha. Thì hôm nay em sẽ quay cho mọi người. Thì cái lô máy này thì nó là lô máy mới 100% phim bóc. Và nó để tồn kho nó lâu rồi nên là số lượng là chỉ còn bằng này chết thôi, không còn thêm hàng nữa. Và giá thì cực kỳ ưu đãi cho các bác nào mà nhanh tay, nhanh chân nhất. Thì hàng này thì hàng Mitsukawa của Nhật Bản các mọi người nhé. Xài rất là ngon nhé. Bình xăng của nó, chế xăng nó đều là chế xăng Wamoro. Cần thì cực kỳ đẹp luôn. Cần đây mọi người nhìn này, cần này, cần ra bàn này. Đó. Rồi, mọi người để ý nhé. Những cái đầu bò đời mới bây giờ ấy, sẽ không bao giờ có những cái nắp đây mọi người nhìn này. Đây, em cho mọi người xem này. Nó là một cái đầu bò của Nhật sản xuất thì phải nói rất là ngon. Đây, mọi người thấy không? Thấy nắp đơn thuần, nếu mà mọi người cứ em bao luôn, mọi người cứ ra tiệm đi, sẽ không bao giờ có cái nắp to ở này. Em hứa với mọi người luôn. Đây mọi người thấy không? Nếu mọi người đẩy như này, đẩy này xuống thì chỉ có một cái nắp này thôi. Tắt tiếng rồi nhà. Đẩy này phát là chỉ có một nắp này thôi. Nhưng riêng cái này nó làm thêm một cái nắp chụp bảo vệ ở đây. Đấy. Thì mọi người biết là nó sẽ không bao giờ cuốn cỏ. Không bao giờ cuốn cỏ. Đấy. Rất là ngon nha. Đây. Đó. Ok chưa? Đó. Đó, rất là ok, đây là một cái đầu bò Nhật Bản rất là ngon nha mọi người. Đẹp, xuất sắc. Đó. Rồi. Ngoài ra thì đây, em sẽ quay cho mọi người mẫu 43 này. Đó. Bô đen rất là đẹp nhé. Tay lái xịn sò 43. Thì mọi người nhìn cái bô xả nó rất là đẹp chưa? Ốc 7 màu, đúng của Nhật Bản, nó làm cái gì nó chất lượng. Có trợ lực nhé, bảng có trợ lực. Bình chứa xăng nó 4 ốc luôn. Đây cái chân này nó giống như cái chân bảo vệ mà chống bể cái này luôn. Đấy, rất là êm ái. Đây. Còn bình xăng con này. Người sĩ có chiếc Wamoro không này? Đó, mọi người thấy chiếc Wamoro không? Wamoro này, đấy. Có mã đầu hàng đấy. WA Bro thì là một cái chế xăng mà nó tốt nhất hiện tại luôn rồi. Chế xịn của Nhật Bản. Đó. Mọi người chế cái chỉnh xăng con này thì nó phải rơi tầm khoảng giá 1 triệu bạc. Có khi còn hơn nữa. Đó, tay ga bóp đây. Tay ga bóp thì mọi người biết nó xịn rồi. Chống bể luôn. Đấy, chống bể luôn. Còn nếu bình thường mọi người ra tiệm mà xem những cái mẫu mới bây giờ ấy, nó sẽ không có những cái này. Nó trơn luôn. Thì có thể là bị bể ha. Này chống luôn. Đó, thứ nhất là chống. Thứ hai ở trên đây này, không O là tắt máy, Y là xài này. Và trên đây nó có một cái nút điều chỉnh, tức là cái tốc độ ga. Mọi người càng siết sâu xuống thì chỉ bóp được xíu ga như này thôi. Tức là nếu máy mạnh quá thì mọi người làm như vậy. Đó. Đấy, cái cách thức của người Nhật người ta làm sản xuất cho mình là như thế ha. Một mẫu 43. Rồi bây giờ em sẽ cấu một cái mẫu 33. Đây TU33 này. VOA thì nhìn sơ cái dàn áo thì nó màu nó khác hơn, nó trong hơn. Nó đỏ hơn, đỏ khác kiểu khác mà nó đẹp hơn. Thì về cơ bản thì nó cũng giống như vậy. Nhưng nó nhỏ hơn. Có cục 33 nào thực tế ở đây nhỉ? Thì bên em về chỉ được vài chục cây cho mọi người là hết hàng nhá. Có mẫu Mitsukawa đây, TU33 này ấy, thì nó lại có số lượng khá là nhiều, tồn kho nhiều rồi. Thì cái mẫu này ấy, vì nó là tồn kho nên nó có được một cái giá rất là tốt nhá. Mà giá này thực sự mọi người ấy, là dành cho 5 khách hàng thôi, em cho 10 khách hàng đầu tiên đi. Đó, các bác nào mua thì liên hệ em sớm để có một cái giá tốt nhất nhá. Thì tí đoạn cuối video em sẽ báo giá cho mọi người. Đây này, bình xăng Wamoro hết rồi. WA này. Đó, nó chế xăng của Nhật luôn, rất là đắt tiền nhé. Có mã đầu hàng nhé. Đấy. WA. Đó, mọi người cứ kiểm tra đi, nếu không có WA chế xăng Wamoro, mọi người thích trả cái máy em cho mọi người trả. Hàng tới nơi, hàng không cần phải cọc luôn. Em không lấy cọc của các bác luôn. Mình người lớn rồi, xác định lấy alo cho em, xác định mua thiện chí mua. Alo cho em, cho địa chỉ ship hàng tận nhà, cho kiểm tra hàng thoải mái tận nhà, bao thợ thầy luôn.
bình xăng còn đúng qua Pro thì các bác nhận cho em đúng chế xăng của Nhật, mẫu mã model tay ga đó như này. Nó chỉ có là hàng tồn kho, có thể những cái tem này nó tự bị tróc này, tự bị bong đó, vì nó để lâu rồi, trưng bày lâu rồi ha, để trong kho rất là lâu rồi nên đó là như thế thôi. Còn tất cả các chi tiết của nó là chưa có xả, tất cả là chưa xả nha mọi người nhé, mới hết nhé. Đó, các bác nào cần thì liên hệ sớm nha. Và đặc biệt này, mọi người nhận dạng nữa này, bên sâu trong này nó sẽ có một cái dòng chữ là Mitsukawa, thì nó mới là chính hãng nhé, nó mới là chính hãng của Mitsukawa nha. Đây nhé, nó có dập một lốc trong này là Mitsukawa, thì lúc đó mọi người mua tất cả mã đây vậy. Còn cái phiếu bảo hành này thì thay mọi người xem này, đây mọi người xem này, đây là những cái thùng máy của Mitsukawa đây, nó rất là nhiều mã nhưng mà vì nó để lâu thùng nó bấy nhảy hết này, vận chuyển từ kho cho về tới cửa hàng em đó bấy nhảy hết này. Đấy, phụ kiện là có đầy đủ nha mọi người nha, tay lái đầy đủ không thiếu một cái gì của mọi người nhá. Đây đã rớt cả nắp này, em hứa với mọi người em sẽ ráp cho mọi người đầy đủ không thiếu một cái chi tiết gì của cái máy này, phụ kiện đầy đủ luôn đó. Em cho anh mượn bịch phụ tùng đi đó, phụ tùng đầy đủ hết, dây đeo đầy đủ hết để em gắn đầy đủ là mọi người cần nó như thế này này đó. Nhưng mà vì để tồn kho nó chủ nó lộn xộn rồi nên là em sẽ có trách nhiệm hoàn chỉnh hết cái máy ráp đầy đủ cho mọi người. Về mọi người chỉ việc kiểm tra máy, đúng trong lốc máy bên tay trái có Mitsukawa, bình xăng con xăng One Pro là mọi người nhận hàng theo. Thế rồi, nhận hàng và kiểm tra và thanh toán. Đó, nó rất là đơn giản thôi. Còn cái giá bán thì em báo mọi người như này. Mitsukawa TU43 MTU43 này. Bên em bán cho mọi người với giá là 4 triệu đồng. Con này bên bán cho mọi người với giá là 3.800.000 đồng, à, rẻ hơn được 200. Đó. Và con TU33 này thì số lượng nó sẽ có nhiều hơn con 43 nó có giới hạn và em chỉ dành cho 10 khách hàng đầu tiên. Mua sở hữu máy bảo hành lỗi kỹ thuật của máy được 12 tháng này và giá thì cực kỳ hợp lý luôn. Mitsukawa bên em giảm cho mọi người 500k là 3.500.000 đồng bao ship tận giường. Con này giảm 500k đó là đang 3.8 triệu, đó, trừ đi 500k là 3.300.000 đồng ha. Đó, bao ship tận nhà cho mọi người, kiểm tra hàng đúng như quảng cáo mọi người nhận hàng cho em. Máy thì cam kết Mitsukawa, dập lốc nổi, chế xong vòng rồ, hàng của Nhật Bản. Đó, người mà yên tâm mọi người sử dụng ha. Đó, rồi em chỉ có thế thôi. Các bác nào cần thì liên hệ trực tiếp về nhé. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này rất là nhiều. Các bác có nhu cầu mua thì liên hệ hay trực tiếp vì số lượng nó có hạn và em thanh lý tồn kho nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người.